ăn tục nói phép. Được chưa? Mất treo đeo treo được. Ừ. Chân thì khỏe, đi đeo đâu được. Bò ấy. Bò thì bò, chả bò được. Làm bất lợt rồi. Đây là... Đây là cái gì? Anh này đây. Với lại anh này là sinh đôi à? Ờ, với ba mày đấy. Đây là Hoàn à? Ờ, ba bác. Mơ, đéo chắc bị chai mơ nâu. Vừa đi đâu về anh? Cái này nó khơi đó. Nó khơi đó. Ờ, nó khơi. Anh vừa đi đâu về? Anh vừa đi chơi. À, chơi Tết. Làng bán. Chơi Tết. Ờ, à, vui xuân. Đúng rồi. Nhà nào cũng đi, mỗi nhà một tí. Anh ngồi đây cũng được à? Vâng, em ngồi đây được rồi. Hôm qua đi, nhưng mà bảo là lấy vợ về, bà bảo không cho lấy. À, đừng lấy vợ ở đâu? Đâu thì chả lấy. À, túng về đó. Cứ bắt hàng túng bên ấy. Ở má tôi hơi liền đấy là liền. Bố liền đấy thì phải mời ra phải lắm. Chị về. Cứ có gái là... Ờ, có gái bao bao. Cứ có gái ngoài đường là dắt về. Dắt về. Bố liền đấy đâu kéo kéo vậy đó. Mày ra bố hử bố đai. Thơ cái bố nhân ông hử. Là mình là... Mọi nhân đá ở đây. Mày phá mất đi. Anh ấy lẽ chắc bố bạc hay là... Đấy, anh này thì anh suốt ngày ngâm tiểu, đúng không? À, anh năm trưa suốt vắn chú lâu nó là suốt vắn ngâm thơ em nè, phải là ngâm thơ chẳng hết đấy. Đúng rồi. Năm cơ ông mơ đâu, đúng không? Đúng rồi. À, cháu Nô Xin mến chào quý ông bà, cô bác và tất cả mọi người. Đấy, tiếp tục đi sang bên nhà bác gái chơi ở cái xã bên kia cơ. Giờ này cũng đã 2 giờ chiều. Các bác đang ở đây đợi này. Đi luôn. Đi đi. Ngày xưa mà
Hà Đông đến đây thì cái khu này chưa được làm như này đâu, chưa được đẹp như này. Ngày xưa còn toàn rừng rậm. Đấy, bây giờ nhà nước cũng đã lại tiếp tục đầu tư làm một cái cầu ở đây, làm con đường mới ở đây nữa. Đi bơm xăng đó. Đi đâu?
Ơ hình như là cái nhà của chị em được vào một lần nữa sao rồi đấy. Chưa được vào à? Ôi chào hai cu, hai cháu nhé. Em bác là ở trong ở bên kia hay sao chứ? Bác ở trong này. Đây là... Ôi đây là con gái của bác hay như nào? Đây là con dâu. Con dâu. Ừ. À. Con trai mất rồi. À. Con trai mất rồi. Lúc đến lên nhà bác thì bác vẫn còn mà. Đúng rồi đấy. Nhưng mà mỗi lần đi về là chỉ không nhà nhỉ? Chả biết lúc đấy chị đã tách ra ở đây không? Chưa? Lúc đấy như rồi. Hả? Ừ. Cái nhà này lúc ông còn thì ông làm cho. Thế là anh mất lâu chưa? 2017. 2017 mới. Ừ. Vì sao bệnh tật à? Ừ. À. Vì là ở cách xa nhau quá nên là có cái việc gì cũng không biết. À, thế hiện tại là chị là một mình nuôi hai con đấy nhỉ? Tầm anh em, tầm con tái em. Hai mẹ con á? Tầm tuổi hai mẹ con không ạ? Tưởng là vừa nãy có một cậu con trai nữa không hả? Con trai kia là con của bác. À. Bây về lật na hay là ốc khủ lật na sao ấy? Xong này nắng tái nắng cửa trang lồng nắng cửa hang. Em tông tua này cả hết nín ấy, xong này mỗi bạt thì nín tăng đít nữa là sóc nà, ruột mẹ nó có làm lăm bên rộng cơ. Không biết là năm đấy đi nhà bác, không biết là năm nào nhỉ? Đi vào đấy một năm. Em bé uống nước lắm. Lâu rồi. Lâu rồi, cũng là lâu rồi, lúc đấy là không biết là có Hiên chưa? Là có đi nhà bác. Không biết là cái hôm đấy là đi lên nhà bác là không biết là ngày mùng 5 hay bao nhiêu đấy, tháng 1. Ai đang gọi? Mùng 5 hay mùng 2? Mùng 5, mùng... không biết là ngày đấy là ngày gì ấy, đi bác làm cơm mà. Cả ông ngoại nó cũng đi với lại ai đấy nhỉ? Em về chơi ở vòng kem đi. À, thế là chị có mỗi đứa con gái lúc nãy đấy à? À, bác nước, chị nước. Được mùi thảo nào kè không ra. Chị là tám mấy? Chị 86. 86 bằng tuổi em. Dạ. Em cũng 86. Giờ thành số khổ rồi. Mấy cái cá gì Lục ơi? Lục Hiến. Mà mẹ thấy em quả bên là bà hợi liều, tụi mẹ thấy đầu rằng như chiếc quảng. Được rồi Hiên. Rồi là tiếp tục là sang nhà bác. Đâu? Đi nào. Ô cái khẩu trang đó nhỉ? Này, tiếp tục sang bên nhà bác gái, bá, nhà bá. Đây là bà chị dâu, cũng mất chồng rồi, hiện tại là hai mẹ con, khác sống ở đây.
buồn ngủ quá. Ôm nha. Đi trước đi. Để xe ở đây hay là như nào? Xin chào. Này à, bác này à? Bác này lúc con mà vẫn đang du này đó. Đây trước cũng đến đây một lần rồi. Đến kìa. Đến rồi. À, sao sao mà mùi rượu đấy nhỉ? Ôi đi dép vào à? Đi dép vào đi. Vào này, không có lạnh lắm này. Thành pha ba lông nữa này. Đi dép vào đi. Đây trước. Ồ, lạnh thế nhỉ? Ngồi đi em. Vâng. Này vào vào đi ngồi này. Này năm mới chúc bà với các bác mạnh khỏe. Vâng. Thế là một mình không ở nhà? Hả? Đâu nãy vừa đi làm vàng rồi đấy. Làm vàng ở đâu? Trong bãi nãy vừa về đó. Đang về đó. Có đào được nhiều vàng không? Không, đủ ăn thôi. Đủ ăn à? Người đầy vàng thế là anh này là anh cả bác? Em chưa, mai nhưng mà sáng nay có
Thế có thế lại không có nhà ở à? Nhà bán hết rồi. Sao lại bán? Mẹ đang gọi. Nhiều nhiều quá. Hử? Nhiều quá. Trước làm nhà thôi không mà bán. Nhà ngoài đấy, cả nhà như đấy. Sao lại bán? Nhà xây ngoài cái cảnh đấy. Ở là bán đi là để đi. Thế vợ con anh đâu rồi? Con ở ngoài ấy, chưa được ngày đón về. Chưa được ngày đón vợ về. Ngày đón về khổ đấy về. Ừ. Từ trước chưa lấy vợ hay như nào? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 40 là... 40? Sinh năm bao nhiêu? 82 á, 82 phải 43 rồi chứ. 42 rồi chứ. Đúng không? 82 rồi mà vẫn chưa lấy vợ. Chưa muốn lấy về. Chưa một lần nào lấy vợ à? Chưa có mảnh tinh nào vắt vai về. Ôi dô, thế thì... Dữ lắm ôi nhỉ. Như thế thì không tốt đâu, hay là hỏng rồi? Hả? À? Hay là cái kia hỏng rồi? Hỏng chưa? Được thử chưa? Hả? À? Anh? Chưa biết, chưa thử, chưa biết đúng không? Ồ. Màu ngược phấu rồi. Còn bác đây này, bác bố mẹ này. À. Bà ấy. À. Say rượu. Ô thế là cuộc sống của bà cũng khổ chứ nhỉ? Sao không khổ à? Con trong là có cháu kìa. Thế sao anh không lấy vợ đi về để hộ bà đi chứ lại? Còn một thằng em nữa suốt ngày nát rượu kìa, uống vào rồi làm lườn cả ngày kìa. Thế á? À? Đang say như thế này. Thế anh phải lấy vợ về để cho bà chứ. Để cho bà mừng chứ. 82 rồi mà chưa lấy vợ này, người ta đi lên ông ngoại ông nội hết rồi. Này. Leo à, hùng dương của leo cắt à. Ủa, đây. Kim cầu hẹp đây. Ơ rồi không ăn đâu bác. Anh đi làm vàng ở đâu? Vào trong bãi vàng trong Kim Hỷ ấy. À. Lấy bảo về lấy hai cái thớt nhưng mà không vác nổi, lấy về được một cái. À. Nặng quá. Lấy thớt đi vào trong kia. Hả? Lấy thớt đi vào trong kia. Lấy thớt ở trong kia giá. À. Mình vào cắt được 6 7 cái. À. Nhưng mà mỗi lần về là cắt lấy một cái thôi, mỗi lần về lấy một cái. Đúng rồi. À. Lấy về được một cái. À. Thế là trước đây chưa lấy vợ vẫn khắc tự ở một cái nhà. Mấy kín đâu? Đang bộ kín nè, bộ kín lái kín nổi. Tí giao thông bắt đấy, mấy kín đâu? Thông, thông làm điển về cho anh. Anh lo cho. Sao rồi sửa giao thông. Anh chưa đi xe bao giờ, tôi bảo hỏi anh. Chưa, không biết đi xe á? Mình biết đi mà. Má cái thùng cơm ấy. Chắc là có vấn đề thì mới không lấy vợ ấy chứ. Từ trước là chưa lấy à bác? Chưa. Ôi dồi, 82 mà chưa lấy vợ là không phải đổi đâu bác. Không phải đổ đâu. Đây ăn đây đổ. Về nhà thì về quê chả có gì. Ngoài Tết thì hôm nay uống. Không, cháu không uống bia đâu. Đây. Ở đây là bà bác này là bác gái của mẹ vợ của bác ạ. Vâng. Đấy, hiện tại thì cuộc sống của bác cũng rất là khổ. Đấy, có ba con trai. Khổ đấy, bây ba... giờ nhà hỏng thế này còn không có cái gì mà làm này. Ba con trai đều hỏng hết. Con trai cả thì sinh năm 82 chưa lấy vợ.
Con trai thứ hai thì cũng có lấy vợ nhưng mà bỏ nhau à? Hai thằng sinh đôi. Hai thằng sinh đôi. À, thế là hai anh sinh đôi. Hai sinh đôi thì anh hai thì cũng lấy vợ rồi. Nhưng mà vì sao lại bỏ nhau? Uống rượu hay sao ấy? À. Mới được 4 tháng ấy. 4 tháng mẹ nó bỏ đi. 4 tháng là mẹ bỏ đi rồi đấy. À, thằng cu kia 4 tháng à? 4 tháng đã bỏ đi rồi. À, cu ở đây sao nào? Cu. Thế ra nó về theo nó còn bán đi. Bây giờ còn không gặp không? Vừa đây chú xem nào. Tên là gì? Vừa đây nào. Chú hỏi cho cư. Này, vừa đây xem nào. Mà đây ngồi đây. Mà đây qua đấy. Điện thoại đấy. Thế là lúc cu này được 4 tháng. 4 tháng xong là mẹ bỏ đi. Thế là ở với bà. À. Ở với bà là mua sứa cái này cho mút đó. À. Sứa đấy, sứa thỏ sứa đấy. À. Mẹ thì là... Mẹ người nó ở trên Cao Bằng ấy. À thì con chồng Cao Bằng. Con à, chồng ấy lấy hai chồng có hai thằng rồi. Bây giờ đi lấy người Hòa Bình ấy. À, có mẹ ấy. Có về thăm không? Sắp thăm rồi đó. Thế cháu tên là gì? Cháu tên là gì? Nguyễn Đình Khánh. Nguyễn Đình Khánh. À. Thế là từ lúc 4 tháng tuổi là bà nuôi đến bây giờ đấy. Còn bác có hộ bà nuôi không? Bác thì thoáng về có tiền thì đưa cho được, không có thì làm sao mà đưa được. À. Thế bà nuôi bác à? Cháu nuôi rồi thì nhiều tiền hết đi chứ. Có đúng. Đâu xem nào, để xem nào. Đến xem nào. Nè, mừng tuổi. Ôi giời ơi. Đấy, bác là còn mừng tuổi nữa. Bác còn mừng tuổi nữa. Đấy. Con xin bác đi nào. Ngồi đây đi Khánh. Khánh ngồi đây. Ây da. Không cho cháu đồng nào à? Bác không mừng tuổi cháu à? Ôi giời ơi. Nó về mừng nhỉ? Nè, năm mới nhỉ? Chúc sức khỏe đấy mày. Ô, em không dùng đâu. Năm mới chúc sức khỏe. Này, chú mừng tuổi nhá. Rồi. Nè, năm mới chúc sức khỏe đấy này. Rồi, em cảm ơn anh nhá. Vâng. Thế từ trước đi tán chưa được cô nào à? Anh ơi. Hay để bà đi hỏi cho. Tuổi mình là sao rồi, bà đi hỏi cho nhỉ. Nói như nào vậy. Thế cái tay này bị sao? Tay bị sao hả Khánh? Máy tuốt ở kia đâu? Hả? Máy tuốt kia. Máy tuốt á? Máy tôn. Máy tôn á? Thế mà máy tôn là cắt ở đây? Nhiều quá. Nhiều quá. Đi chơi với cô ở tỉnh Hòa Bình ấy. À. Nhiều quá. Xung quanh chảy ra. Đi Hòa Bình đi theo mẹ? Theo bà. À. À, đi theo bà xuống hồ Hòa Bình chơi. Ơ, ông mang cái nằm đó bà à? Trước đây... Nay ông mang liếu đó. Năm, không biết là năm 2000 mười mấy, 14 hay 15 có sang đây thì lúc đấy ông chưa mất. À, phải qua mang liếu luôn này. Ồ. Các bác ở chỗ nào cũng có người bỏ rơi các bác. Đấy, hiện tại như cháu Khánh đây cũng đang bị bỏ rơi. May còn có bà, còn bố với lại bác thì cũng tính rồi.
suốt ngày ngâm. Đi theo mẹ, mẹ nó bán mẹ đi sang Trung Quốc nữa. Bác với lại nhá, trước về nó chả bán đi đâu. Bác với lại bố nhà anh nhỉ? Với ba. Anh. Bác với lại bố này suốt ngày uống rượu ngâm bố thơ đúng không? Suốt ngày rượu say biết là gì đâu. Thật đó. Khánh năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 12. 12. Học lớp mấy? Lớp 7. Học có được giấy khen không? 6 rồi. Không được à? Lớp 7 má. Lớp 7 rồi. 6 máy đi. Lớp 7 rồi. Thưa anh về. Anh tục nói phép. Được chưa? Mất treo đeo treo được. Ừ. Chân thì khỏe. Đi đeo đâu được. Bò ấy. Bò thì bò, chả bò được. Làm bất lợt rồi. Đây là... Đây là cái gì? Anh này với lại anh này là sinh đôi à? Ờ, với ba mày đấy. Đây là Hoàn à? Ờ, ba bác. Tuổi già. Vâng. Sức còn khỏe. Ừ. Vẫn uống được rượu? Rượu vẫn uống thoải mái. Ồ. Nó cười. Anh vừa đi đâu về? Anh vừa đi chơi. À, chơi giao lang bán. Chơi Tết. Ờ. Vui xuân. Đúng rồi. Nhà nào cũng đi, mỗi nhà một tí. Vâng, vâng, em ngồi đây được rồi. Hôm qua đi, nhưng mà bảo là lấy vợ về, bà bảo không cho lấy. À, đừng lấy vợ ở đâu? Đâu thì chả lấy. À, túng về đó. Cứ bắt hàng túng bên ấy. Ở má tôi hơi liền đấy, lại liền. Bố liền đấy, kiểu phải mời ra, phải lắm. Đi về. Cứ có gái là... Có gái là... Bao bao. Cứ có gái ngoài đường là dắt về. Dắt về. Bố liền đấy đâu, kéo kéo vậy đó. Mày ra bố hử, bố đai. Thơ cái bố nhân ông hử. Là, vậy là. Mọi nhân đá ở đây, mày phá mất đi. Anh ấy lẽ chất bố bạc hay là. Đấy, anh này thì anh suốt ngày ngâm tiểu. Đúng không? À? Anh nằm chưa xuất vấn chút lâu nó là xuất vấn ngâm thơ em nè vẫn là ngâm thơ chẳng hết đấy. Đúng rồi. Nắm cơ ông mơ nâu. Đúng không? Đúng rồi. Thế là suốt ngày uống rượu xong là ngâm thơ đúng không? Ngâm thơ, gái xong là mê mẩn với mình. Đúng rồi. Thì đón về thì đón đó, không đón được thì thôi đó. Tôi bảo tôi đón, nhưng bà già ấy bảo không cho đón. Thì làm thế nào được? Con thì... Không cho đón, thì không cho về nhà thì mình đi thuê trọ. Thì mình lại khác trọ. Nhà trọ được rồi, mình có nhà mà, nhà trọ mất tiền. Thế cái chân bị sao? Chân thì gai chọc, nói thế là hay hơn. Gai chọc á? Ờ. Hay là bị người yêu đuổi? Gai chọc, nói thẳng là gai chọc à. Đây, không nói nhiều. Không, em không uống đâu. Tay thì run. Đấy, uống thằng em một ly. Vâng. Uống ít, uống nhiều, mặc kệ. Rồi. Em thích uống được bao nhiêu uống. Không ai bắt em uống đâu. Rồi. Được chưa? Rồi. Còn anh lúc nào cũng tẹt. Tên tên, tên. Đấy là môn thể thao đấy nhỉ? Hay mà. Nói chuyện như thế say hay đâu. Mà. Không sai được. Đấy. Em mà không uống được. Vâng. Ai bọc mũi anh, em uống đâu. Đúng rồi. Như anh cũng chả bọc mũi. Rồi. Mình thèm mình khá uống nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, như anh á. Anh ừ. Thích, anh uống tẹt ga. Đúng rồi. Đéo thằng nào bảo gì. Đúng rồi. Có người bảo đấy. Rồi, khả năng lại chuyển sang bên kia đi. Tí tối đấy. Đi đâu? Nên em không uống được rồi nhá. Có bán rồi đi. Chơi rồi đâu? Làm cơm ăn cơm đó. À, dạ. Bây giờ còn đi đâu? Đi làm cơm ăn cơm. Không em, em không có hoàn thành. Có ai ở nhà thôi. Năm chú đâu? Nơ con khó hát bàn giả ra. Nó, đi sang bên kia đi. Đi.
Đây bác, cháu đến nhà bác không có gì đâu. Lúc nãy mua quà cho rồi còn gì. Đây, đây. Đây, đây cháu mừng tuổi bác. Bác xin cháu nhé. Rồi. Rồi em về nhá. Chào hai đại ca nhá. Rồi. Bác cũng chả có gì. Ôi giời. Bác què chân rồi còn. Mừng tuổi. Rồi. Cháu học rồi này. Bưng đấy. Cho mẹ. Này. Bác què không làm gì được đâu. Đấy. Bác què. Nào. Có gì? Bác vào đây, vào đây. Cái chân bị làm sao? Bảo là gãy chân. Gãy chân à? Mấy năm rồi. Thế là vợ anh này bỏ đi lâu chưa? Ôi, vợ bỏ thì làm bùa bỏ về gãy. Nhưng mà không lấy. Họ nó khơi mà khổ mặt năng và có không cái nắm. Mấy kia nhỉ? Quá là không, em còn đi sang bên kia, em còn đi sang bên kia. Sáng thì sang. Được rồi, em cảm ơn anh. Hôm nào em sang nhá. Nhá, hôm nào em sang. Ủa, tang này với tang bê tông nữa. Rồi, em về nhá. Hôm nào em sang. Không. Tiếp lại sang nhà bác gái, chị gái của bố vợ các bác ạ. Nhà này à? Nhà. Cháu chào bác. Gì đó, mấy mẹ bóng đâu. Ô, cái nhà mới làm hả bác? Nhà làm còn chưa xong rồi này. Ôi, sao lại mở cái kia? Xem lại. Không thích cả ngân. Mệt không ngân? Mấy đứa đi đâu hết rồi? Mà theo con đấy. Con kia đi điểm danh này. Đi đâu? Mà theo con đấy. Chơi ở dưới nhà ấy. Ô mua rồi mang này. Chơi ở dưới nhà chứ coi có được đâu. Có cầm máy ra rồi. Mình cái thằng kia bảo mẹ đi đâu không biết. Mẹ đi chơi. Mình cầm máy rồi. Giờ này mẹ có được cầm máy đâu. Hết có được cầm máy đâu. Bà xem kênh An Đông TV à? Bảo à? Thế mà nhà ai nghe hả? Hả? Bảo à? Bảo lên nghe.
Lấy điểm danh gì? Làm cái gì? Nhưng mà làm cái gì? Chị làm cái gì mà? Chị Hiến đi. À, Hiến đi về á? Trước đến thì bác ở một cái nhà gỗ nhỉ? Làm cái nhà làm được lâu chưa bà? Năm ngoái. Nhưng mà bây giờ đang tạm dừng. Bây giờ hết rồi. Pi chai luôn mà của bà. Đang hết kinh phí rồi. Pi chai luôn được quả để mang cho bệnh nhân đi. Quả được hết lá, đi quả nguyên bẹt được hết lá. Năm kia mình về để chơi với bệnh nhân. Nhiều tiền đang sợ rồi, bây giờ sợ rồi. Vâng. Tiền quá. Hết tiền. Vâng. Kinh phí rồi. Ở bên mình có xe đâu mấy cháu đi đâu hết hả bà? Về rồi. Mẹ nó về đón về. Mẹ ở đâu? Mẹ ở đồn hết. Hả? Mẹ ở đồn hết. Ồ thế là anh chân mất xong là mẹ đi nhà ngoại hay như nào? Thế là từ lúc anh chưa mất cũng đã bỏ nhau vậy à? Chưa bỏ nhau đâu, về đấy. Cả anh cũng về trên đấy, làm nhà riêng rồi mà. À, làm nhà trên kia? Ừ, làm nhà rồi, thuê nhà xong rồi. Đi à... Chưa bỏ đâu. Đi à... Bên ngoài cái mặt là về tiền, về trên kia làm. Thế bây giờ bác ở với ai? Ở với anh Thanh. Lại tiếp tục di chuyển đến nhà của cô chú ở xã... À, Tu Chí nhỉ? Tân Tú. Hả? Tân Tú. Cái gì? Tân Tú. Tu Chí cũng phải Tân Tú. Tu Chí chứ? Chí. Xã Tu Chí nhỉ? Của huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Đấy lại đến nhà chú. Khỏe anh chú? Dạo này hơi yếu yếu. Hơi yếu à? Vâng. Dạo có vẻ hơi yếu yếu. Vâng. Tôi đang quay nhá. Đây nhà cô chú thì cũng ở cách nhà bố vợ rất là xa. Nên là cô, em gái của bố vợ. Hôm nay đi rất là đông, toàn đi cùng các dì thôi. Ai à? Cách một tí rồi nó không được, không ấy. Vâng. Kéo. Ôi dồi, toàn gà này. Dọn lại cái bàn kia ra cho ngồi. Được mà, được mà chú. Không khí ăn cơm rồi, không có chỗ ngồi. À, chú nấu cơm nhỉ? Đấy, làm nhánh đơn giản không. Đúng đấy. Vâng. À, nhà bếp ấm thế nhỉ? Úi dồi ôi. Đây là cái món gì đây? Đây là mực. Đây mà? Mực. Thế là được nói xào mực. À. Xào mực, xào xiết. À, hôm nay làm cái gì mà... Như kiểu hẹn hay sao? Này, chú làm một rổ cá mực này. Một rổ mực này. Và đây tí nữa sẽ xào mực. Đấy. Còn đây là cô chú đã làm bún này, sườn lạp sườn này, hình như có mổ cả gà hay sao ấy. Mổ cả gà trong nồi đi á, gà ở trong nồi. À, đang luộc gà trong nồi. Cái này không biết là làm đợi ai nhỉ? Gì Yến? Ai ơi, măng này. À, luộc gà đây này. Đông lắm rồi. Ba đứa, bốn đứa chứ mà để đàn thế này á. Còn mấy thằng nữa còn chưa thèm lấy mực. Nhiều quá nó không thèm lấy. Nó nhiều quá nó không thèm lấy à?
Đi đâu mà tay vô quái này, quái vô cái này. Đâu? Đâu? Ôi ôi, được qua đường kia. Đâu nhà nào? Lại tiếp tục đi nhà bà gì? Em gì? Em gì trước mặt mình đây? Đường ngõ. Chơi mỗi nhà một tí. Cái nhà cổng mở cổng nha. Chào bà. Chào nhà chơi. Vâng.